kính thưa quý nhà đầu tư, chúng ta bắt đầu Insight số 06 đó. Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về chủ đề là nhận định trước thềm mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 và 2020. Chúng ta xem thử là Covid-19 đã tác động đến các doanh nghiệp Việt Nam ở mức độ như thế nào. Trước khi đi vào nội dung chi tiết buổi thảo luận hôm nay thì tôi xin giới thiệu thành phần các panelist chuyên gia thảo luận của chúng ta ngày hôm nay. Thứ nhất là anh Nguyễn Thanh Tuấn, là Associate Manager, là trưởng bộ phận Equity Research ở BNRX. Thứ hai là chị Phạm Lê Mai, là Team Leader, trưởng nhóm ngành năng lượng và dầu khí. Thứ ba là anh Trịnh Mạnh Cường, là Senior Analyst của công ty quản lý quỹ IBA. Và tôi là Khoa, là Director của Hồ Chí Quang. Hôm nay phần thảo luận của chúng ta sẽ có như mọi khi, chúng ta sẽ có 3 phần. Phần đầu trong phần 1, chúng ta sẽ cập nhật tình hình những điểm nhấn chính trong tuần vừa qua như mọi khi. Thứ hai là chúng ta đi vào phần chính, tức là nhận định về mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 2020, và phần 3 là chúng ta định hướng cho nhà đầu tư như thế nào. Thì cái phần thảo luận của chúng ta sẽ diễn ra trong độ khoảng 45 phút, và chúng ta có 15 phút cuối cùng để thảo luận, hỏi đáp và giao lưu với các nhà đầu tư. Thì trong suốt cái quá trình diễn ra phần thảo luận thì các quý nhà đầu tư có thể đặt câu hỏi lên trên trang Facebook của cái chương trình này, để chúng ta có thể có thêm nội dung vào thảo luận ở phần cuối. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào cái phần thảo luận ha. Đầu tiên là cập nhật tình hình những điều chính trong tuần qua này. Khoảng một vài cái số liệu như mỗi tuần chúng ta cập nhật số các ca nhiễm virus coronavirus đến thời điểm này là hơn 2.400.000 người nhiễm, số người chết là hơn 165.000 người, nhưng mà số hồi phục thì cũng rất là cao. Một số cái đồ thị chúng ta hay theo dõi số này liên tục là active case, nhắc lại đó là số các bệnh nhân vẫn còn nhiễm virus và chưa khỏi, thì cái đồ thị nó cũng tương đối thoải nhá. Sau khi lúc đầu rất là dốc thì bây giờ nó thoải hơn khá nhiều rồi. Một cái đồ thị thứ hai quan trọng nữa là số các ca nhiễm mới. Trên đồ thị này chính là cái hình màu cam, thì có thể coi là đã qua đỉnh rồi, đã qua cái đỉnh nhấp nhô, nhưng mà xu hướng là đi xuống tương đối rõ đó. Và đây là có một cái đồ thị JP Morgan, người ta visualize xem thử là ở các nước thì đang đỉnh dịch đang nằm ở đâu nhé. Thì chúng ta nhìn ra thấy là Trung Quốc là khá là xa rồi, đúng không? Ở phía bên sườn này dốc rồi, Hàn Quốc cũng vậy rồi. Một số nước như là Đức, Thái Lan, Australia cũng đã qua đỉnh rồi. Chỉ có Tây Ban Nha và Italia là đang ở đỉnh đấy. Và UK là ở vùng late accumulation, tiếp cận vùng đỉnh rồi. Chúng ta hình dung đỉnh dịch đang ở đâu. Một cái chart thứ hai nữa do Financial Times thống kê, tức là flattening curve ấy, đúng không? Thì phần lớn các nước là đều đã đến cái đoạn mà cái đường số bệnh nhân tăng là nó đã flattening rồi. Còn thị trường Việt Nam thì thị trường đó hồi phục tương đối khá là. Ở thị trường Mỹ là hồi phục từ đấy lên 30%, Việt Nam là khoảng hơn 20% rồi, đúng không? Và chỉ có một cái mà chúng ta theo dõi liên tục, đó là hoạt động nhà đầu tư nước ngoài thì vẫn bán ròng liên tục, cả hôm ít hôm nhiều, nhưng mà phiên gần đây nhất cũng chưa thấy dấu hiệu dừng lại. Đã, thì đã mình cập nhật nhanh qua một vài số liệu thôi. Thì giờ xin mời chia sẻ của các panelist một vài câu hỏi cơ bản. Thứ nhất là chúng ta có thể đưa một vài cập nhật thêm, bổ sung thêm về tình hình Covid-19 tới đến ngày hôm nay như nào, diễn biến trên thị trường thế giới và Việt Nam trong tuần qua ra sao, có những yếu tố nào mà chúng ta cần lưu ý ảnh hưởng đến kinh tế và thị trường hay không. Còn về mặt thị trường thì các panelist có thể chia sẻ là dự báo thời gian tới sẽ như nào, liệu cơ hội và rủi ro giai đoạn hiện tại ra sao. Xin mời anh Tuấn. Anh Tuấn chia sẻ trước. Em xin chia sẻ một chút về cái quan điểm của mình về cái thị trường chứng khoán tuần qua. Còn giai đoạn vừa qua thì một cái khá là trùng hợp đấy là cái thời điểm thị trường tạo đáy và đã bắt là đúng cái thời điểm mà thị trường Việt Nam bắt đầu đi vào cái giai đoạn giãn cách xã hội, ban đầu là 15 ngày, và từ đấy đến giờ thì thị trường gần như là ngày nào cũng tăng. Và có khá là nhiều người quan ngại về mức tăng của thị trường hiện tại, bảo là mọi người đều nhìn thấy, hay là nhà đầu tư chưa nhìn thấy về cái những cái tác động của Covid-19 đến nền kinh tế.
Thì theo quan điểm của cá nhân em thì thật ra thị trường luôn luôn có cái lý của mình, và cái mức tăng của từ mùng 1 tháng 4 đến bây giờ có thể gần 150 điểm có thể xem là bất ngờ, và có phần nào gọi là tạo một cái cú sốc nhẹ về tâm lý đối với những nhà đầu tư mà đang chờ đợi thị trường sụt giảm nữa. Tuy nhiên là nếu mà nhìn bóc tách theo phân nhóm cái dòng tiền của giai đoạn vừa qua ấy, thì tất nhiên là mình đều hiểu là cổ phiếu nào giảm đến lúc nào đấy thì cũng phải dừng và điều chỉnh về mặt kỹ thuật là ít nhất. Thì nếu mà tính từ cái thời điểm mà đợi đầu năm hay là tỉnh đỉnh ấy, thì coi như là VN Index hiện tại đã tăng được khoảng một nửa so với cái tức là từ lúc giảm sau hồi lại thì coi như gần được một nửa cái số điểm rồi. Tuy nhiên là nếu mà nhìn ấy, cái động lực chính của thị trường trước đây là nhóm ngân hàng thì đa phần nhóm các cổ phiếu này họ chưa hồi đáng kể lắm. Vietcombank từ 90 gần 100 mà bây giờ có lúc về gần 60 và bây giờ cũng chỉ là khoảng 70 thôi. Và mức hồi của các nhóm ngành ngân hàng chỉ tầm đâu đó khoảng 23%, tức là họ vẫn còn giảm khá là mạnh so với cái phần đấy. Cho nên là bảo là cú hồi này nó quá mạnh thì nếu mà nhìn từ ngân hàng ấy thì là cái rủi ro giảm tiền từ nhóm ngành ngân hàng khá là thấp. Thứ hai đấy là một nhóm cái theo em thì cái đợt tăng điểm được vừa rồi chủ yếu đến từ VIX và VHMVRE và một phần nào đấy là Masan, thì họ cái mức sụt giảm của họ không quá nhiều, và nhìn cái giao dịch của VIX đợt gần đây họ đi ngang khá là vững. Họ khác với cái giai đoạn trước khi mà thị trường bắt đầu lao dốc thì giá VIX cũng lao dốc theo và khiến cho cái tâm lý của thị trường gần như rất là yếu. Thì theo em là cái mức hồi này rất là mạnh nhưng mà nó không phải là cái gì đó quá là vô lý, và những nhóm ngành mà tăng mạnh nhất ấy thì theo em quan sát là những nhóm ngành mà người ta kỳ vọng là sẽ hồi phục rất là mạnh sau khi dịch qua đi, và cái mức phục hồi của thị trường nó cũng phù hợp với cái diễn biến của dịch Covid-19 của giai đoạn vừa qua, khi từ lúc bắt đầu cái giãn cách xã hội thì số ca nhiễm mới đã giảm rất là mạnh. Và nếu như mọi người có thể thấy ấy, thì cái đỉnh dịch của Covid-19 ấy, về cái số ca mắc mới thì nó rơi đâu đó khoảng ngày 27-28 tháng 3, thì VN Index tạo đáy sau đấy khoảng 2-3 ngày. Còn một cái đồ thị nữa em thấy cũng tương quan rất là mạnh đối với thị trường, đấy là cái CDS, cái hợp đồng hoán đổi tín dụng. Thì giai đoạn vừa rồi CDS nó tăng và vượt đỉnh còn khoảng đến 7-8 năm, tức là cao nhất kể từ giai đoạn năm 2009 ấy. Thì thị trường lao dốc rất là mạnh và sau đấy thì CDS cũng quay đầu giảm xuống, thì cũng đúng cái giai đoạn là thị trường tăng điểm mạnh. Thì theo em thấy là thị trường tăng có phần nhanh và hơi bất ngờ, tuy nhiên nó không phải là cái gì đấy quá vô lý. Rồi, ok, cảm ơn Tuấn. Thì Cường có thể chia sẻ thêm là đánh giá như nào cái cú hồi giai đoạn vừa rồi, và ở tại thời điểm này thì cơ hội và rủi ro như thế nào với các nhà đầu tư? Như cá nhân Cường thấy thì mình nên gắn cái event đó là sự hồi phục của thị trường và cái diễn biến của nền kinh tế thực. Thì mọi người có thể thấy là cái thời điểm mà thị trường quay lại có nhịp hồi là bắt đầu từ mùng 1 tháng 4 sau một nhịp điều chỉnh giảm khoảng tầm 30% rất là mạnh. Thì thời điểm mùng 1 tháng 4 cũng là thời điểm mà Việt Nam bắt đầu giãn cách xã hội và đóng cửa hầu như là mạng dịch vụ và bán lẻ khoảng tầm 2 tuần. Thì cái câu chuyện mình phải hỏi ngược lại, đó là cái việc diễn biến hồi từ mùng 1 tháng 4 cho đến thời điểm bây giờ nó đã price in cái việc đóng cửa giãn cách xã hội và cái thiệt hại của nền kinh tế trong giai đoạn quý 2 chưa? Để mình có một cái nhìn chính xác hơn, chứ mình tránh tất cả đều nhìn vào diễn biến của chỉ số. Thì nếu những người mà nhìn nhận là cái nhịp hồi vừa rồi là đã phản ánh đầy đủ những thiệt hại của nền kinh tế trong quý 2 thì hoàn toàn là những cái trường hợp xấu nhất của nền kinh tế mình có thể là diễn ra trong quý 2, vì chính phủ mình đã kiểm soát dịch rất là tốt, thì đã phản ánh hết vào cái việc điều chỉnh trong quý 3 rồi, trong tháng 3 rồi, thì hoàn toàn thị trường có thể tạo đáy.
Tuy nhiên nếu mà những người mà nhận định là cái việc hồi phục trong cái tháng 4 vừa rồi, một phần là hồi phục lại cái nhịp giảm chứ chưa hoàn toàn bay buying cái việc giãn cách xã hội và sự thiệt hại của nền kinh tế trong quý 2. Mọi người cũng cần lưu ý thêm là cái thời điểm tháng 4 là cái thời điểm mà bùng dịch bệnh rất mạnh ở Mỹ. Đây là cái thời điểm mà hàng ngày là ở Mỹ có những ca, số ca nhiễm lên khoảng trên 30.000. Thì cái việc bùng dịch của Mỹ trong cái tháng 4 đã phản ánh vào hồi phục của thị trường chưa? Thì theo cái quan điểm của từng người đánh giá thì mọi người có thể đưa ra cái đáy hoặc là đã hình thành rồi hoặc là đáy có thể tiếp tục. Thì cái đấy tùy cách nhìn nhận của từng người. Còn cá nhân Cường thì nghĩ là cái trong cái diễn biến vi mô của mình trong quý 2 sắp tới thì sẽ tương đối là xấu so với số liệu quý 1. Mọi người có thể thấy là tháng 4 là các ngành dịch vụ là bị tác động rất là mạnh. Hầu hết các cửa hàng và các mảng dịch vụ bán lẻ, đặc biệt là bán buôn bán lẻ là bị hit rất là mạnh. Bên cạnh đó là rất nhiều đơn hàng của ngành sản xuất, đặc biệt những ngành xuất khẩu như là gỗ, dệt may, thì hầu hết các đơn hàng của các thị trường chính của họ là châu Âu và Mỹ thì đều bị dừng. Tức là hầu hết các đơn hàng hiện tới thời điểm hiện tại là họ không có đơn hàng mới. Còn các đơn hàng cũ thì hầu như là bị dừng lại. Thì cái thiệt hại nó sẽ tác động rất là mạnh vào quý 2. Thì mọi người phải theo dõi cái event đấy. Về cơ hội và rủi ro thì mình nhận định giống Tuấn là cái ở cái thời điểm này sau khi thị trường đã có hồi phục khá là mạnh thì là cái phần thưởng so với rủi ro mình nhận được là tương đối là thấp, thì mình nên có một cái vị thế thận trọng hơn và cái tỷ trọng tài sản và kép của mình nên duy trì một tỷ lệ hợp lý để mình phản xạ với là phản ứng với những cái tình huống mà nó thị trường nó quay đầu ở mức xấu hơn mình tưởng tượng thì mình có thể phản ứng kịp. Ok, Mai có muốn bổ sung gì cho bạn này? Thật ra thì em thấy cũng đồng tình với các bạn và cái GDP tăng trưởng 3,8% trong quý 1 ý, thì hiện tại là đúng là nó chưa phản ánh được cái tình hình kinh doanh sản xuất của cái giãn cách xã hội trong quý 2. Thì những cái kết quả kinh doanh quý 2 nó mới bắt đầu phản ánh những cái kiểu điều tiêu cực nhất ý. Còn quý 1 thì chắc là cũng tương đối là ok. Ok thôi. Vậy là các panelist đều thống nhất là cái nhịp hồi vừa rồi nó cũng tương đối hợp lý, đúng không? Sau khi nó giảm sốc quá nhanh. Đấy, thì nhưng mà tuy nhiên thì cái nhịp hồi nó cũng không phải đồng loạt tất cả, như Tuấn chỉ ra khá là rõ rồi, nó ở chỉ ở những cái phân khúc, tức là có sự phân hóa. Còn nhận định ở cái giai đoạn này thì các panelist thống nhất là với cái hồi từ đấy lên là hơn 20% rồi, 150 điểm trong vòng thời gian khoảng độ 2-3 tuần gì đó nha. Thì cái cơ hội upside trên downside giai đoạn này là các nhà đầu tư cần phải cẩn trọng, đúng không? Nhất là cái kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp và cũng như tăng trưởng chung của nền kinh tế có thể sẽ tệ hơn rất nhiều so với quý 1 theo nhận định của các panel của chúng ta, đúng không? Panelist của chúng ta. Thế thì các panelist có thể chia sẻ thêm phần này một chút được không, liên quan đến các cái yếu tố chẳng hạn như là tại sao nhà đầu tư nước ngoài mà cứ tiếp tục bán liên tục như vậy, đúng không ạ? Từ đầu năm đến giờ bán sắp xỉ đến cả 10.000 tỷ rồi, đúng không ạ? Số chính xác liên quan chắc tầm là 14.000. Thế thì liệu cái xu hướng tiếp theo sẽ như nào? Mà trong khi tại sao nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều như vậy mà thị trường vẫn có thể hồi khá là tốt như thế? Trong khi những giai đoạn trước thì thông thường là nhà đầu tư nước ngoài bán liên tục thì rất là khó để thị trường hồi, đúng không? Thì mọi người có thể bình luận thêm những vấn đề này không? Thực ra thì nhà đầu tư nước ngoài thì trước giờ vẫn đóng một vai trò quan trọng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên là nếu mà xét về mặt định lượng ấy thì cái giao dịch mua bán của nhà đầu tư nước ngoài hàng năm chỉ chiếm khoảng 14 đến 17% cái giao dịch từng phiên thôi. Nhưng mà cái mà họ tác động mạnh đấy là gì? Một là họ mua hay bán vào những cổ phiếu vốn hóa lớn. Thứ hai là họ gần như là một chỉ báo cho những nhà đầu tư cá nhân.
hay thậm chí là một số tổ chức trong nước là họ bảo à đợt này khối ngoại đang bán cổ phiếu VIX, đợt này khối ngoại bán cổ phiếu HPG, thì nhiều nhà đầu tư xem đấy là một chỉ báo là tín hiệu xấu hay tín hiệu tốt đối với cổ phiếu đấy. Thì trong cái giai đoạn mà tâm lý thị trường rất là xấu, thật ra cái xu hướng thị trường bán khối ngoại bán dòng thì họ đã bắt đầu từ khoảng cuối năm ngoái rồi. Từ khoảng giữa năm ngoái họ đã bán dòng liên tục từ cuối năm ngoái, và đến đoạn giai đoạn vừa rồi thì họ bán dòng mạnh hơn thôi. Thì giai đoạn bán dòng mạnh hơn thì có hai cái yếu tố, một là ETF ngoại rút ra, cái số ETF rút ra nó rơi đâu đó khoảng 2.000 đến 3.000, do là nếu mà xét về dòng tiền thế giới thì là các nhà đầu tư, các cái quỹ họ rút tiền khỏi frontier thì họ bán khỏi các thị trường có mang tính rủi ro cao, trong đó có Việt Nam. Thứ hai là một số quỹ chủ động ấy, thì ở đây có thể kể tên đấy là, theo như thị trường được biết thì đấy là quỹ Hàn, các quỹ Hàn được rồi bán khá là mạnh, trong đấy bán những cổ phiếu như VIX hay là Masan, thì nó cũng là một cái yếu tố tác động khá là nhiều. Thì như mọi người biết là cái giai đoạn mà quỹ Hàn vào mạnh nhất là giai đoạn mà đầu năm 2018 ấy, thị trường tăng vọt từ 900 điểm lên gần 1.200 điểm trong vòng 3-4 tháng. Thì đợt vừa rồi thì nếu mà suy ngược lại thì nếu mà quỹ Hàn hay là các quỹ mà quỹ gọi là quỹ nóng, quỹ hết đầu cơ nóng họ vào và họ rút ra thì khiến cho thị trường xuống rất là nhanh. Thứ hai đấy là thì trong giai đoạn mà khoảng tháng 3 đến từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 thì là thị trường thế giới xấu, nước ngoài rút dòng, và tâm lý thị trường Việt Nam bị ảnh hưởng rất là mạnh bởi cái giai đoạn mà bắt đầu có bệnh nhân thứ 17, và sau đấy là một loạt ca mà bây giờ chúng ta đã có đến hơn 200 ca, thì tâm lý nhà đầu tư cũng bị xáo trộn rất là nhiều, và người ta không biết là cái xấu nhất có thể đến là lúc nào, và những cái biện pháp nào của Việt Nam có thể đưa ra. Ở Trung Quốc họ thậm chí là họ phong tỏa, họ đóng cửa cả nền kinh tế luôn đối với một số cái tỉnh quan trọng. Thì Việt Nam lúc đấy cái biện pháp nặng mạnh nhất mà trước cái bệnh nhân thứ 17 mới chỉ là dừng đường bay, dừng nhập cảnh khách từ Trung Quốc và Hàn Quốc, thì đã có một khoảng cách rất là lớn từ cái mà Việt Nam đang làm và cái biện pháp nặng nhất mà Trung Quốc hay là thế giới họ đang làm. Thì sau khi ngay lập tức mà có cái bệnh nhân thứ 17 thì thị trường Việt Nam coi như là một cái tâm lý khá là hỗn loạn. Nước ngoài đã bán rồi, tâm lý nhà đầu tư trong nước cũng kém, thì cả hai đấy nó cộng hưởng với nhau thì nó khiến cho cái dòng tiền nó không thể trụ vững được, và chúng ta có 2 đến 3 phiên mà mình vẫn nói vui là trắng bên mua. Thì ngược lại đến như cái giai đoạn mà khối ngoại vẫn tiếp tục bán trong tháng 4. Tuy nhiên là có một số chỉ báo mà khiến cho thấy người ta thấy là dòng tiền nội đã tích cực hơn. Một đấy là số lượng nhà đầu tư khách hàng cá nhân họ mở tài khoản rất là nhiều, tăng hơn 30.000, em không nhớ chính xác nhưng mà tăng mạnh nhất trong vài năm ở tại đây, thì nó một mang lấy cái dòng tiền mới, điều mà thị trường chứng khoán Việt Nam nó không có kể từ cuối năm từ giữa năm 2018 ấy, là Việt Nam không có dòng tiền mới và khối ngoại vẫn bán dòng nên là Việt Nam không thể tăng nổi. Và thứ hai đấy là dòng tiền hiện tại của những nhà đầu tư mà gọi là anh em mình ấy, đó là người bắt đầu trần tính lại rồi, bắt đầu thị trường cũng giảm rồi, mặc dù là biết là nền kinh tế cũng xấu nhưng mà bắt đầu là một số cổ phiếu rẻ quá đáng rồi, thì mọi người cũng bắt đầu back lại, khi mà bán ở phần trên rồi mọi người bắt đầu back lại tìm cơ hội để mua ở giá thấp hơn. Và thứ ba em quan trọng nhất có một cái mà có thể gọi là cái lĩnh ấn tiên phong, đấy là giao dịch của VIX. Cái giai đoạn mà thị trường lao dốc thì em đánh giá có một cái yếu tố quá quan trọng, đấy là VIX không giữ được cái giao dịch của mình, và thậm chí là VIX giảm sàn mấy phiên liên tục, thì khi mà người ta xem là cổ phiếu được xem là mạnh nhất trên thị trường cũng lao dốc như vậy thì tâm lý của mọi người gọi là thôi buông rồi, thị trường không có gì để níu giữ nữa rồi. Thì đấy thì là thị trường không thể đỡ được khi mà tâm lý nhà đầu tư nước ngoài bán rồi, đây là ngọn cờ đầu của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng giảm như thế, thì mọi người không có niềm tin. Tuy nhiên là mọi người để ý là VIX tạo đáy trước sau đấy mới đến thị trường, tức là VIX bắt đầu đỡ lại được một số phiên, bắt đầu từ giá thấp nhất là khoảng 68,
và tăng mạnh đến khoảng 95. Thì vết tăng đến khoảng 95 thì dừng lại ở đấy, và sau đấy thì thị trường vẫn tăng tiếp. Thì coi như là khi mà VIX được gọi là cái diễn biến của VIX được đỡ rồi thì mọi người cảm thấy gọi là yên tâm, anh cả bắt đầu có diễn biến khá là tích cực rồi, thì mọi người cũng thấy là cái rủi ro nó giảm mạnh như trước, có thể là nó cũng bớt rồi. Thì đấy là một cái yếu tố tác động đến cái tâm lý của thị trường. Thì em nghĩ đấy là cái lý do mà tại sao đến giai đoạn vừa rồi thì tiền nội vẫn có thể cân được khối ngoại là vì như thế. Anh Cường có bổ sung gì thêm không về liệu cái dòng tiền nội lần này thì có phải là dòng tiền bền vững để đầu tư kiểu tích sản dài hạn không, hay cũng chỉ là những dòng tiền cơ hội mà vào rồi ra sớm hay như nào? Anh có nhận định gì từ cái quan sát? Như mọi người thấy thì bên cạnh cái việc hồi phục của chỉ số rất là mạnh thì một yếu tố làm mọi người khá là bất ngờ đó là cái việc gia nhập của dòng tiền nội cũng tương đối là mạnh. Và lại đặc biệt là đến từ các nhà đầu tư cá nhân. Đấy là cái điểm mà khá bất ngờ so với thị trường. Mình có thể thấy là phải từ 2018 đến bây giờ, sau gần 3 năm thì mình cảm giác được có một dòng tiền họ đụng mạnh và mua rất là chủ động. Có thể là mua đẩy được thị trường lên ở mức điểm số rất là cao như thế. Tức là cái mức tăng trưởng trong một nhịp đến gần 20%. Thì đấy là một cái tín hiệu khá là tích cực của thị trường. Còn về câu chuyện là cái dòng tiền có ổn định hay không thì mình có thể thấy là bên cạnh cái nhà đầu tư ngoại bán thì các nhà đầu tư nội và là tổ chức cùng bán. Đặc biệt là trong quý 3 vừa rồi thì rất là nhiều quỹ mở của thị trường miền Nam, ví dụ như là VFM hoặc là SSI hoặc là các quỹ của VCBF, họ đều giảm tỷ trọng cổ phiếu xuống rất là cao, xuống rất là mạnh, đưa tỷ lệ két lên khoảng tầm 50% tỷ lệ kép. Thì cái việc chủ động của dòng tiền nội để có thể bao đường lại cái dòng tiền ngoại và dòng tiền của quỹ nội trong nước cũng khá là rất là mạnh. Tuy nhiên cái động thái càng về sau thì mình sẽ thấy là cái việc mua chủ động của họ là thường là mua mạnh lên mà ở cái mức giá khá là cao, chứ không phải là mua đỡ mà là thường mua đuổi lên trên. Thì cá nhân Cường nghĩ cái hành vi đấy thì thường là không phải của nhà đầu tư giá trị, tức là những nhà đầu tư mà mua nắm giữ dài hạn. Mà cái hành động mà mua ủng lên như thế thường là mang tính đầu cơ nhiều. Thì đâu đó tăng 105 điểm thì khoảng tầm 50 đến 100 điểm đầu thì là những nhà đầu tư người ta mua và nắm giữ, có thể là mức giá rất là rẻ thì người ta mua. Tuy nhiên những cái đoạn về sau của thị trường với cái động thái là mua đuổi vào rất nhiều nhóm cổ phiếu, ví dụ như hàng không, nhóm cổ phiếu dầu khí, những nhóm cổ phiếu tác động rất mạnh của dịch, tuy nhiên là cái diễn biến giá lại hoàn toàn ngược lại với dịch. Với diễn biến giá dầu thì mình có thể hình dung cái khoảng 50 điểm về sau thì đâu đó là có sự tham gia của dòng tiền đầu cơ nhiều hơn. Đôi chút này cái nhận định. Ok, như vậy là về mặt dòng tiền thì cả anh Tuấn, cả anh Cường đều đánh giá cao cái sự hỗ trợ đúng không? Của dòng tiền nội, đặc biệt là từ nhóm nhà đầu tư cá nhân. Nhưng mà tuy nhiên thì đánh giá là những dòng tiền đó có phải là thực sự là dòng tiền tích sản dài hạn hay không thì chúng ta lại phải tiếp tục theo dõi tiếp. Từ nếu mà động tới mà thị trường có những cái nhịp điều chỉnh thì hành vi nó sẽ như nào thì mình mới có thể nhận định được, đúng không? Như vậy thì chúng ta tạm xong cái phần cập nhật nhanh về tình hình tuần vừa rồi. Bây giờ chúng ta sang cái phần chính của ngày hôm nay, nhận định về trước thềm báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 2020, đúng không ạ? Thì đầu tiên có một vài cái dữ liệu thôi, ta xem thử là những người khổng lồ ở trên thế giới, ở Mỹ, người ta nhận định như nào về cái tình hình như này. Đầu tiên vẫn là câu hỏi là liệu có xảy ra đại suy thoái hay không. Thì bác Charlie Munger ha, phó chủ tịch của Berkshire Hathaway thì có đưa ra nhận định là suy thoái sẽ xảy ra nhưng tôi không biết nó sẽ trầm trọng như thế nào hay kéo dài trong bao lâu. Tôi nghĩ không ai biết cả. Nhưng mà một điều chắc chắn là chuyện này rồi cũng sẽ qua, nhưng không biết là kéo dài bao lâu rồi. Câu 2, tôi không nghĩ chúng ta sẽ có đại suy thoái như 1930. Chính phủ sẽ hành động quyết liệt nên 1930 sẽ không lặp lại. Ta thấy là phép bơm tiền rất là lớn, đúng không ạ? Nhưng chúng ta có thể rơi vào một đống hỗn độn kiểu khác. Hệ quả của việc in tiền có thể bắt đầu đến với chúng ta.
Rồi xong rồi gọi có một câu hỏi tiếp là các lãnh đạo doanh nghiệp có gọi tới Berkshire để raise capital không? Thì trong này này trả lời là không, họ không gọi. Hành động của mọi người là đứng im. Khủng hoảng kiểu này không có trong playbook của các CEO. Ngành hàng không họ đàm phán cứu trợ với chính phủ nhưng họ không gọi cho Warren Buffett. Đây là dự báo của Goldman Sachs. Cái thời điểm họ đưa ra cái báo cáo này thì lúc đó mới có 43. Có một số lượng thôi, 9% các doanh nghiệp S&P 500, bây giờ thì nhiều hơn rồi, nhưng lúc đó thì 43% các doanh nghiệp là không đạt được cái gọi là cái kỳ vọng chung của trên thị trường dự báo trước đó, đúng không? Và tính chung ở trong quý 1 là họ giảm khoảng 15% year-on-year cái earning. Nhưng mà trong báo cáo này thì báo quý 2 có thể sẽ tệ hơn, cái phần đó thì ta để sau hơn một chút nữa. Đây là một vài số liệu này. JP Morgan trong quý 1 là lợi nhuận giảm 69% year-on-year. Wells Fargo thì quý 1 giảm 89%. Đấy. Và dự phòng credit cost tăng lên rất là cao. Cái vòng xoáy doanh nghiệp và các doanh nghiệp đều cắt giảm chi phí hết rồi mà. Một loạt các cái công ty như là Google, Facebook đều bị giảm cái doanh thu từ quảng cáo cực kỳ nhiều, thống kê rất là rõ ràng. Và đây là một cái thống kê của Google. Tức là các hoạt động của nền kinh tế thực bị giảm như nào ở các ngành, chúng ta có thể nhìn vào. Đây là thống kê của top 10 nước gọi là có GDP lớn nhất toàn cầu. Trong này thì vì Google nó không có số liệu của Trung Quốc nên đành phải lấy Tây Ban Nha vào thay thôi. Thì chúng ta nhìn vào, ta xem là số ngành trung bình, ví dụ như mua sắm và giải trí giảm đến gần 72%. Dược phẩm, thực phẩm thì hơn 49%. Công viên là 55%, bến tàu, xe công cộng là 70%. Nơi làm việc nói chung là 44,9%. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến phần thảo luận của các panelist. Chúng ta đưa ra nhận định như nào về kết quả kinh doanh quý 1 2020 Việt Nam, nhận định tình hình chung đúng không ạ? Và sau đó là các cái lĩnh vực và ngành cụ thể. Cho đến thời điểm này thì cũng đã có một số lượng tương đối lớn các doanh nghiệp Việt Nam đã đưa ra kết quả rồi. Thì anh Tuấn có thể đưa ra một bức tranh chung trước khi chúng ta sẽ đi vào các ngành cụ thể. Trước hết thì nói về cái diễn biến của doanh nghiệp thì nói về cái GDP của mình trước. GDP em không nhớ chính xác của từng thành phần nhưng mà GDP quý 1 là 3,8%, quý 2 thì nhiều bên dự báo là âm khoảng 1%, trong đấy thì chắc chủ yếu đến từ nhóm ngành dịch vụ. Thì mọi người cũng để ý là thực ra số liệu, có một số liệu lại khá là tốt, đấy là số xuất nhập khẩu. Mình vẫn xuất siêu 3,7 tỷ đô, thì một con số khá là bất ngờ với mọi người. Tức là nếu như mà bảo về bức tranh mà quý mọi người thấy là những cái diễn biến của thị trường của cái dịch ở Việt Nam ấy bắt đầu mạnh hơn từ khoảng tháng 3, đặc biệt là nửa cuối tháng 3, và tháng 4 này sẽ là mạnh nhất khi mà mình giãn cách xã hội, thì nói chung ấy, cái kết quả kinh doanh của quý 1 nó sẽ không phản ánh hết cái tác động của dịch Covid-19 đến nền kinh tế, mà nó sẽ là quý 2 nó sẽ nặng nhất. Tuy nhiên để mà xét những nhóm ngành mà có thể là thấy luôn là ở trong kết quả kinh doanh quý 1 thì mình thấy ngành quý 1 nó sẽ không phản ánh hết. Nó sẽ là nhóm ngành đầu tiên là hàng không và du lịch. Thứ hai đấy là ngành ngân hàng. Ngành ngân hàng thì có một cái số liệu vừa hôm nay ngân hàng nhà nước họ vừa nói là tăng trưởng tín dụng quý tháng 4 là âm do các doanh nghiệp họ trả nợ vay trước. Thì có hai cái lý do mà nhóm ngành ngân hàng có thể cái giảm cái lợi nhuận mạnh trong cái quý 1 này. Một đấy là họ sẽ phải trích lập dự phòng. Tức là tùy, tất nhiên là họ sẽ tùy vào mức độ trích lập dự phòng thôi, nhưng mà nếu nhìn vào con số của các ngân hàng thương mại của Mỹ, cái tuần trước khi mà thị trường chứng khoán Mỹ giảm cái phiên mạnh nhất tuần vừa rồi ấy, là do ngày hôm đấy một loạt cái ngân hàng lớn của họ báo lãi, ngân hàng thương mại ấy, họ báo lãi là giảm đến tận 30-40% so với cùng kỳ, thì ngay lập tức là S&P giảm mạnh. Thì nếu mà mình nhìn vào cái bài toán đấy thì mình thấy là nếu như mà các ngân hàng Việt Nam trích lập thận trọng thì có thể là cái lợi nhuận của các doanh nghiệp, các ngân hàng có thể bị ảnh hưởng khá là nhiều trong quý 1. Còn tất nhiên là quý 2, quý 3 thì họ có thể lại bị liên quan đến vấn đề là họ sẽ phải cắt giảm lãi cho cho vay đối với doanh nghiệp để hỗ trợ nền kinh tế. Thì cái đấy là bài toán tương lai. Nhưng mà trong quý 1 thì họ sẽ phản ánh ở chỗ là họ sẽ trích lập bao nhiêu nợ xấu. Bởi vì có một con số thống kê là 25 hay là 30% cái dư nợ cho vay của toàn hệ thống bây giờ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 rồi.
và cái con số chính xác thì mình không thể biết được bao nhiêu nợ khó có thể thu hồi, nhưng mà xem con số em nghĩ đó là cái tỷ lệ thiết lập nợ xấu nó có thể ảnh hưởng đến cái lợi nhuận khá là nhiều. Nhóm ngành hàng không và du lịch thì không phải nói nữa rồi, nhưng mà quý một vẫn chưa phải có quý một cũng sẽ chưa phải là cái thời điểm tệ nhất của hai cái nhóm ngành này, khi mà con số mà khách du lịch đến Việt Nam ấy trong bằng đường không chẳng hạn trong 3 tháng đầu năm mà giảm khoảng 34%, thì lần lượt từng tháng đấy là tháng 1 tăng 38%, tháng 2 giảm 20% và tháng 3 là giảm đến 65%. Riêng tháng 4 thì chắc là giảm phải đến 97-98% rồi. Thì và đấy là trong giai đoạn dịch, và kể cả sau giai đoạn dịch thì Việt Nam vẫn sẽ đóng cửa ngành hàng không đến đối với các cái chuyến bay nước ngoài đến tận 30 tháng 4. Và sau đấy thì ngành hàng không không thể phục hồi nhanh được, bởi vì một đấy là Bộ Giao thông Vận tải họ sẽ vẫn tiếp tục hạn chế những cái lưu lượng chuyến bay. Hai là năm nay các bạn học sinh sinh viên không có hè thì các cái chuyến du lịch hè của cả gia đình sẽ không còn rồi. Một cái động lực quan trọng của ngành du lịch Việt Nam trong hè cũng không thể hồi phục nhanh được, thì cái ngành du lịch hàng không Việt Nam gần như đã bị tê liệt trong tháng 3, thì sẽ tiếp tục kéo dài cái chuỗi này đến ít nhất phải đến quý 3 thì mới hồi phục được. Thì đấy là ba cái nhóm ngành mà mình sẽ thấy nhanh là tác động vào cái kết quả kinh doanh rõ rệt nhất. Còn những nhóm ngành khác thì mình sẽ chỉ nhìn được con số chưa phản ánh đầy đủ. Nếu như mà các doanh nghiệp nào họ công bố số kinh doanh từng quý, mình sẽ thấy được ngay, như nhóm ngành bán lẻ của P&J và FRT, P&J và mới Google, thì họ đã cho thấy là cái số tháng 3 đã giảm khá là nhiều rồi, và tháng 4 này chắc chắn là sẽ nặng hơn nhiều so với tháng 3. Thì đấy, tức là mình sẽ chỉ nhìn cái bức tranh của quý 1 này, mình sẽ chỉ nhìn được cái giai đoạn đầu của cái tác động của Covid thôi. Và đấy, những cái mà mình thể hiện được rõ nhất là đấy là hàng không và ngân hàng. Du lịch thì mình không có nhiều lắm, nhưng có thể là Viettravel, mình sẽ nhìn thấy bức tranh đối với ba nhóm ngành đấy. Còn đa phần các cái doanh nghiệp còn lại trên thị trường thì cái tác động Covid-19 đối với cái ngành doanh cả năm nay nó sẽ phản ánh vào quý 2. Tức là quý 1 là mới có ba nhóm ngành chính là hàng không, du lịch, bán lẻ và có thể là ngân hàng, đúng không? Còn quý 2 thì sẽ là nhiều các doanh nghiệp hơn. Rồi, chị Mai có thể bổ sung thêm về bức tranh chung các cái doanh nghiệp kết quả quý 1 như nào mà cụ thể ở các ngành nghề như nào? Thực ra chắc là em sẽ bổ sung thêm về cái ngành dầu khí với cái năng lượng. Thì câu chuyện của ngành dầu khí thực ra là liên quan tương đối nhiều đến sự biến động của giá dầu. Thì cái kỳ vọng thị trường hiện tại vẫn là giá dầu sẽ tạo đáy vào quý 2 theo dịch. Thì cái tác động nó cũng sẽ chủ yếu sẽ là thể hiện vào quý 2 nhiều hơn là quý 1. Trừ có một số các cái doanh nghiệp tác động trực tiếp. Tác động trực tiếp ở đây thì ví dụ có gas chẳng hạn, là giá khí tính theo giá dầu. Thế cho nên là khi mà giá dầu giảm thì giá khí, giá bán cũng sẽ điều chỉnh giảm theo. Thì kết quả kinh doanh quý 1 của gas là cũng có kết quả sơ bộ rồi. Thì đấy là sẽ giảm khoảng 2.100 tỷ, là cũng giảm so với quý 1 thì cũng theo kỳ vọng thị trường. Thế còn một số các cái công ty mà về dịch vụ thì họ đã có ký hợp đồng từ trước rồi, chẳng hạn như PVD, PVS chẳng hạn, thì là họ cứ tiếp tục gọi là triển khai cái hợp đồng đấy. Thì kết quả quý 1 sẽ chưa thể hiện rõ về cái tác động của việc giá dầu giảm. PVB nữa, chẳng hạn PVB thì có hợp đồng Sao Vàng Đại Nguyệt, rồi Nam Công Sơn 2. Về ngành điện chẳng hạn thì cái số liệu cho thấy là cái sản lượng tiêu thụ điện của quý 1 vẫn tăng so với quý 1 của 2019. Và các doanh nghiệp điện có một cái tương đối thú vị là cái tỷ trọng đóng góp của năng lượng tái tạo tăng mạnh so với các năm trước. Thì cũng chính xác là bởi vì năm 2019 thì mình triển khai nhiều các cái dự án về điện mặt trời chẳng hạn thế. Và thủy điện thì kém, thế cho nên là các doanh nghiệp mà có điện mặt trời chẳng hạn thì sẽ là có kết quả tương đối ok trong năm nay.
so với thủy điện. Và nhìn chung ngành điện thì tác động của Covid cũng không quá nặng nề. Thế cho nên là đây cũng có thể coi là một ngành gọi là phòng thủ trong cái giai đoạn này. Okay. Như vậy là về nhóm ngành năng lượng thì Mai Thư Rê dự báo là giá dầu là tại đấy trong quý 2. Kết quả sẽ là tương đối phân hòa trong quý 1. Bởi vì nhiều doanh nghiệp là cũng đã ký hợp đồng trước đó rồi, chắc là bà phải điều chỉnh sau đó một tí. Còn ngành điện thì lại không bị ảnh hưởng quá nhiều. Anh Cường có bổ sung gì thêm về tình hình kết quả kinh doanh quý 1 các doanh nghiệp? Mình cũng đồng tình với quan điểm của Mai. Nếu mà mình nhìn chung vào các nhóm ngành thì khả năng ngành điện sẽ là ngành khả quan nhất, khi mà vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng đâu đó khoảng tầm 7-8% một năm. Có thể gọi là khá cao nhất trong các nhóm ngành. Nếu như trước đây ngành dịch vụ bán lẻ hoặc như là ngành xuất nhập khẩu, ngành công nghiệp thì duy trì được cái tỷ lệ tăng trưởng đâu đó phải đến 2 chữ số, hơn 10%. Và ngành điện thì duy trì khoảng tầm 7-8%, có thời điểm lên đến gần 10%. Tuy nhiên nếu mà nhìn bức tranh tổng thể của năm 2020 thì khả năng cái ngành mà duy trì được tỷ lệ 7-8% thì khả năng chỉ có mình điện. Thì mình cũng rất là lạc quan về ngành điện trong cái giai đoạn này. Còn về mình cũng muốn trao đổi thêm một ngành nữa là ngành bất động sản. Cũng có thể là mọi người có quan tâm đến nó. Bản thân cái ngành đấy là chiếm tỷ trọng rất là cao trong nền kinh tế của mình. Không riêng về giá trị mà nó còn đầu ra của rất nhiều ngành như sắt thép, xây dựng, vật liệu xây dựng. Nó ngành liên quan đến bán lẻ. Thì có thể thấy là ngành bất động sản cũng chịu rủi ro rất là lớn trong dịch Covid. Tuy nhiên mọi người cũng chưa nhìn thấy ngay nó nổi lên cái vấn đề của ngành bất động sản, khó nhìn thấy hơn. Có một số cái điểm mà mình cần theo dõi ngành bất động sản. Thứ nhất là mình phải tìm được, mình sẽ nhìn thấy là cái phân khúc nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất của cái dịch Covid. Thì mọi người thấy là phân khúc bị ảnh hưởng nhiều nhất và nó đã tăng trưởng nóng trong một thời gian dài, tức là gồm hai yếu tố. Thì mình thì có thể thấy là cái ngành dịch vụ hàng không là bị tăng trưởng, bị ảnh hưởng mạnh. Thì đi cùng với nó là cái bất động sản du lịch, lâu nay mình gọi là Codotel. Đó là một mô hình mình đánh giá là trong cái mắc xích này là tương đối là yếu, phân khúc tương đối là yếu. Tại sao? Vì có ba yếu tố. Mình có thể thấy là trong khoảng tầm 5 năm vừa rồi, cái mô hình Codotel phát triển rất là mạnh, đặc biệt nhờ là sự phát triển của ngành du lịch hoặc là các thành phố lớn như là Quảng Ninh hoặc Đà Nẵng. Đi theo đó, mô hình Codotel phát triển rất là mạnh, tín dụng và bất động sản Codotel rất là mạnh. Cái thứ hai, nó bị tác động cực kỳ mạnh do ảnh hưởng của du lịch. Thì mình có thấy là cái dòng thu nhập từ du lịch và khách sạn thì thu giảm rất là mạnh. Mà trong khi mô hình Codotel là họ phụ thuộc rất là nhiều vào cam kết của chủ đầu tư, khi cái dòng tiền thu hàng năm là đâu đó khoảng tầm 10-11%. Cái vấn đề thứ ba là hành lang pháp lý, tức là cái việc quản lý của nhà nước đến cái mô hình này nó còn chưa hoàn thiện. Nó là cái yếu tố khá là rủi ro dẫn đến cái việc tăng trưởng nóng và khó kiểm soát của mô hình này. Thì mình đánh giá là cái rủi ro ở bất động sản nó sẽ không nằm ở phải bất động sản nhà ở, mà nó sẽ bị và mắc xích yếu hơn, nó là bất động sản du lịch. Thì như mọi người thấy, nếu các khách sạn và cái thu nhập của các khách sạn, đặc biệt ngành du lịch, nó sụt giảm mạnh, hàng không, khách du lịch, thì cái dòng thu nhập của các chủ đầu tư có đảm bảo để chi trả cho các khách hàng Codotel là 11% hay không? Mọi người hình dung là 11% là tương ứng PE khoảng tầm 10 lần. Tuy nhiên nếu mà cái thu nhập đó giảm đi khoảng một nửa, khả năng là ngành du lịch sẽ phải giảm một nửa, thì PE nó tương ứng với cái tài sản đấy phải 20 lần. Thì cái rủi ro downside, tức là cái asset nó bị giảm giá rất là nhiều. Thì đi cùng với đó là những cái asset giảm giá đấy đang thế chấp ở ngân hàng. Thì khi mà tài sản giảm giá như thế thì ngân hàng họ sẽ phải call margin rất là nhiều. Thì đòi hỏi là cái người mua nhà phải bán hoặc là bằng một cách phải đảo nợ cho ngân hàng. Thì cái mắc xích đấy như Cường nhìn nhận là khá là yếu và bị ảnh hưởng mạnh. Thì một số điểm mình có thể theo dõi cái mắc xích đấy, ví dụ như là Vin. Thì mình có thể xem cái báo cáo về ngành du lịch ở Vinpearl để xem đánh giá tác động của Vinpearl lên thu nhập và doanh thu của Vinpearl.
Một vài doanh nghiệp trên sàn cũng tham gia lĩnh vực Codotel khá là nhiều, đó ví dụ như là CO Group hoặc là Novaland cũng đẩy mạnh trong vài năm rất là nhiều. Thì mình có thể đánh giá được qua doanh thu lợi nhuận của doanh nghiệp này để biết tác độ đánh giá lên cái ngành. Có thể là mình sẽ theo dõi đến năm nay để xem cái mức độ chịu đựng của doanh nghiệp và việc san sẻ rủi ro của họ với khách người mua nhà của Codotel. Biết đâu lại có sang năm lại có đến 2-3 coco bay xuất hiện chứ không phải một coco bay như bây giờ. Thì nó khá là rủi ro cho thị trường. Ngành ngân hàng thì Tuấn cũng đề cập rồi, mình cũng muốn nói về thêm một ngành bất động sản, ngành lớn. Điện và dầu khí thì như các bạn cũng đã trao đổi, mình chắc là thêm thông tin như thế thôi. Ok, thế mình tổng kết lại một tí nhé. Số nhóm ngành lớn này mà đầu tiên là nhận định chung của các panelist là quý 1 thì bị ảnh hưởng đại trà thì chưa phải là quá nhiều mà số liệu nó sẽ thiện nghiêm trọng hơn ở quý 2. Thế còn trong quý 1 thì trước hết một số ngành bị ảnh hưởng nhiều là ngành du lịch, hàng không, bán lẻ, đúng không? Một phần nào đó là ngân hàng là do người ta dự phòng trước người ta trích lập. Còn ngành dầu khí thì tương đối phân hóa. Bất động sản thì ngành bị ảnh hưởng nặng nhất chính là bất động sản, nhóm bất động sản du lịch và Codotel, là rủi ro trên nhiều góc độ chứ không phải chỉ là mỗi vì Covid-19 này không. Còn ngành mà khả quan nhất thì theo đánh giá của các panelist đó là ngành điện, có thể là tính cho cả trung năm nay để mà có thể duy trì được cái mức tăng trưởng khoảng độ đến 7-8% một năm như vậy. Rồi ta thử xem, ta run through thử từ là hiện giờ với các cái kết quả kinh doanh mà đã công bố ra các doanh nghiệp trên sàn của chúng ta thế nào rồi nhá. Chạy thử vài cái headline thôi, nhìn qua. Nhìn thử. Hạn hán 10X là lợi nhuận doanh nghiệp thủy điện giảm sâu trong quý 1. Cái này thì lại hơi khác một tí so với liên quan đến Covid nha. Nghe điện thì có kiểu câu chuyện riêng à, câu chuyện riêng đúng không ạ? Ngành điện kiểu riêng. Ví dụ là nhìn chung ý, cái sản lượng điện trong ngành thì là tăng nhưng mà nó cũng sẽ phân hóa riêng trong ngành. Ví dụ ở đây là cái chuyện mà thủy điện giảm thì là do tác động dài hạn từ El Nino từ năm ngoái. Thì trong năm nay cái điện điện than với cả điện năng lượng tái tạo là nó sẽ lên ngôi. Điện khí thì cũng sẽ được huy động nhiều hơn nhưng mà cái đấy nó sẽ tùy thuộc một phần vào cái đầu vào là có đủ khí hay không. Thì chỉ có thủy điện là sẽ kém hơn. Còn các cái mạng điện khác thì sẽ ok. Điện than, điện khí, ok. Công ty chứng khoán thì đã có BSC báo lỗ gần 61 tỷ đồng trong quý 1. BPSC cũng lỗ, FPTS lỗ. FPTS lỗ à? Nói chung là các chứng khoán Mai Sông Hồng. Thủy điện Gia Lai thì báo lỗ. Ngành chứng khoán cũng là một ngành bị ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng. Nếu mà xét trên các cái mảng doanh thu của các công ty chứng khoán ấy, thì có đấy, có ba cái mảng chính. Đấy là mảng môi giới này, thứ hai là mảng dịch vụ xanh doanh tài chính thì chủ yếu đến từ cho vay margin. Thứ ba là liên quan đến hoạt động đầu tư. Thì cái mức độ tác động nó sẽ tùy thuộc vào cái tỷ trọng, cái cơ cấu doanh thu của từng công ty thôi. Bởi vì mọi người đều biết là các công ty chứng khoán trên sàn thì có đến 70-80 công ty chứng khoán. Nhưng mà cái cơ cấu doanh thu của mỗi bên nó lại khác nhau. Ví dụ như bên HSC thì họ thêm nhiều về cho vay và môi giới. Thì có thể thấy là thanh khoản của thị trường năm quý 1 nó khá tốt ở mức tương đương với cùng kỳ năm ngoái. Thì chắc là sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều cái phần này. Tuy nhiên là cái phần cho vay margin thì chắc là nó sẽ giảm mạnh bởi vì mọi người không tỷ trọng người ta giảm cái tỷ trọng cho vay margin khá là nhiều. Thứ ba là cái mảng về hoạt động đầu tư thì thị trường giảm thì tất nhiên rồi, đa phần các cái danh mục đầu tư của các bên họ sẽ chịu lỗ ở trong quý 1 này. Thì đấy, tức là tùy vào cái cơ cấu cái doanh thu của từng bên mà cái mức độ thiệt hại của các công ty chứng khoán họ sẽ chịu cái phần đấy. Và còn một cái mảng nữa là cái mảng về IB và các cái
deal về phát hành và bảo lãnh phát hành ấy, thì chắc là trong quý 1 này cũng mình cũng thấy là ít các công ty lên sàn hay là không nhiều các cái deal lớn về liên quan đến M&A ấy, thì có thể là doanh thu của các công ty mạnh về cái mảng này họ cũng bị sụt giảm. Nên là nhìn chung bức tranh chung là các công ty chứng khoán quý 1 cũng khá là kém tích cực. Chúng ta còn thêm khoảng độ 10 phút thảo luận nữa, thì các quý vị nhà đầu tư có thể tranh thủ lúc này, chúng ta có thể gửi câu hỏi lên trên Facebook, website của chương trình, đúng không ạ, để mà chúng ta có thể đến cái phần thảo luận phía sau. Sau đây khoảng độ 10 phút chúng ta run through thêm vài thông tin đi xem. Đây là bất động sản ha, không còn doanh thu bán đất nền, lợi nhuận nền giảm khá nhiều này, sức ăn cũng bị giảm chỉ còn 1/13 nữa, đương nhiên rồi đúng không? Super đông kinh gian cũng bị giảm rất là nặng ha, thép cũng bị này, nhiệt điện phải lại bị giảm. Ta đi chạy qua một tí nữa nha, hay là D ok, dược tăng lên, cao su giảm. Rồi đã chạy sơ bộ các cái kết quả kinh doanh của những doanh nghiệp mà đã công bố đến thời điểm này. Trong tuần này nữa thì gần như là hết rồi, hết tất cả doanh nghiệp đã công bố. Ok, như vậy là chúng ta đã tạm xong cái phần của quý 1 rồi. Thì bây giờ ta nhìn rộng hơn một tí, xa hơn một tí là quý 2 thì một số bạn đã đề cập rồi. Nên ta nhìn rộng lên cả năm 2020 và thậm chí là sang 2021 thì ở đây Goldman Sachs là người ta trong cái báo cáo này người ta có đưa ra một nhận định là họ cũng giống như nhận định của chúng ta thôi, tức là quý 2 sẽ là quý nặng nề nhất và dự báo là sẽ có một cái mức sụt giảm rất là lớn, đúng không ạ? Thế thì dự báo cho thị trường tiếp theo là sao? Đương nhiên là chúng ta sẽ nói nhiều về doanh nghiệp hơn, đi sau đó sẽ là thị trường thôi, đúng không ạ? Thì những cái mô hình trước đây bear market của trong lịch sử, đúng không? Giai đoạn rớt xuống rất là mạnh thì người ta hồi như chúng ta đang hồi giai đoạn vừa rồi đó, và sau đó sẽ có một cái nhịp rớt tiếp theo thì liệu kết quả kinh doanh sẽ như thế nào và thị trường sẽ như thế nào, thì xin mời các panelist chúng ta có thể đưa ra một vài cái nhận định của mình trong phần này. Thì như đang nói em đang nói thì là cái đợt hồi phục của thị trường giai đoạn vừa rồi thì nó vừa mang tính kỹ thuật, mang cả tính tâm lý của nhà đầu tư. Và tất nhiên chúng ta sẽ có đặt câu hỏi là liệu cái mức giá này của thị trường nó chỉ phản ánh được là cái diễn biến dịch của Việt Nam khá là tích cực, tuy nhiên là nó đã phản ánh hết là cái rủi ro sụt giảm cái kết quả kinh doanh của các cái doanh nghiệp trong quý 2 hay chưa, hay là cả năm hay chưa. Đấy là câu hỏi chắc là sẽ khó mà trả lời được. Bởi vì nếu mà tư duy của nhà đầu tư ngắn hạn, họ nhìn vào một năm, các doanh nghiệp năm nay họ sụt giảm về mặt lợi nhuận, ví dụ lợi nhuận năm nay sụt giảm 30% chẳng hạn, thì giá cũng phải sụt giảm 23% hoặc là hơn thì mới tương ứng. Tuy nhiên nếu như mà các nhà đầu tư họ dài hạn hơn chẳng hạn, họ nhìn cái bức tranh là nếu như doanh nghiệp này có khả năng hồi phục trong năm 2021 và cái mức cái quy mô doanh nghiệp hay quy mô doanh thu lợi nhuận của họ có thể hồi phục ngay về cái mức mà trước đại dịch ấy, thì họ lại xem đấy là một cái cơ hội và họ không bỏ qua những cái sụt giảm trong ngắn hạn. Thì chỉ ví dụ luôn, có một nhiều người quan tâm là tại sao ngành hàng không chắc chắn sẽ lỗ trong năm nay nhưng mà tại sao người ta vẫn mua, nếu mà set PE bây giờ giá của cổ phiếu là âm rồi đúng không, thì nếu mà định giá theo PE gần như là chắc chắn là không thể tính được nữa rồi. Đấy, thậm chí là Vietnam Airlines còn nói luôn là 5 năm nữa họ làm thì cũng chỉ để trả cái khoản mà lỗ của năm nay để lại thôi. Thì đấy là cái mà nếu mà nhìn theo góc độ là một nhà đầu tư dài hạn mà họ bắt đầu giải ngân mà từ lúc thị trường giảm mạnh, thì lời khuyên là đừng nhìn vào kết quả đến năm 2020. Nếu mà đã tư dài hạn thì nhìn hẳn sang 2021, còn nếu nhìn 2020 thì tất cả những cái hiện tại có thể là chưa phản ánh hết đâu. Còn nếu mà nhìn bức tranh dài hơn ấy, thì ok, có thể là nó đã bắt đầu price in tất cả rủi ro rồi. Và tất nhiên là không nên mua hết nếu như mà muốn đầu tư dài. Đấy tức là cái quan điểm của em là
cái mức giá hiện tại của thị trường có thể nó chưa phản ánh hết những cái rủi ro của năm 2020. Tuy nhiên nếu mà để nhìn một bức tranh dài hơn năm 2021, những doanh nghiệp mà có khả năng phục hồi nhanh thì có thể nó đã phần nào phản ánh rồi. Thì ví dụ như PE của năm 2020 là 20-30 lần chẳng hạn, nhưng mà năm sau nếu mà doanh nghiệp hồi phục được ngay cái mức trước khi thị trường sụt giảm mạnh thì cái tăng trưởng lợi nhuận 100-200% so với năm 2020 thì lúc đấy cái định giá nó sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Thì đấy là tùy thuộc với tầm nhìn của nhà đầu tư thôi. Như vậy là vẫn quay lại một cái câu hỏi rất lớn mà ngay từ số Dean Sai số 01 chúng ta đã hỏi, đúng không ạ? Đúng không? Vì video nhìn qua tầm nhìn 2021 mà thì cái này là chỉ là recession. Recession thì Bloomberg đã công bố là xác suất là 100% rồi, chắc chắn là hai quý là bị âm rồi. Nhưng mà nó có thành khủng hoảng kéo dài hay không? Đó thì đó lại là một câu hỏi mà tương đối quan trọng mà bây giờ chúng ta lại phải revisit lại câu hỏi đó, đúng không ạ? Thì Cường đã đưa ra nhận định gì về cái khi mà chúng ta looking forward dài hơi hơn một tí để mà chúng ta có một cái hành động nó phù hợp thì sẽ như thế nào? Mình thì vẫn bám vào diễn biến của nền kinh tế nhé. Nếu mà giả sử là có thể bỏ qua cái diễn biến xấu của quý 2, quý 3 đi. Tuy nhiên mình lại quay lại câu chuyện trước đây là cái tăng trưởng của mình đến từ đâu. Thì mọi người đều nhất trí nó là đến từ khối FDI là phần nhiều. Cái thứ hai là về tăng trưởng của dịch vụ bán lẻ, hai ngành tăng trưởng rất là mạnh. Thì mọi người có thể thấy là trong cái dịch bệnh này thì những cái đối tượng trong một cái nền kinh tế nó là người tiêu dùng tác động mạnh đến dịch vụ bán lẻ thì họ bị tổn thương income rất là nhiều, thu nhập khá là mạnh. Thì để cái việc thay đổi và hồi phục lại cái hành vi của họ thì mình có thể phải đến 2021 chứ 2020 khó. Cái đối tượng thứ hai là các doanh nghiệp. Doanh nghiệp thì có doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Thì cái tăng trưởng của doanh nghiệp tư nhân trong giai đoạn 3 năm vừa rồi, 5 năm vừa rồi là rất là mạnh. Thể hiện từ cái việc là giải ngân đầu tư khu vực tư nhân luôn luôn là dẫn đầu, vượt trội so với nhà nước, giải ngân khu vực tư nhân. Có nhiều dự án mình thấy có thể là Hòa Phát hoặc là VinFast. Đấy, cái giai đoạn tư doanh nghiệp tư nhân thể hiện rất là mạnh. Thì doanh nghiệp tư nhân trong giai đoạn này cũng bị ảnh hưởng rất là mạnh. Thế thì câu hỏi là cái việc hồi phục hay không thì do cái ý chí quyết định là mọi người có thể thấy đó là từ khối doanh nghiệp nhà nước và cái vai trò chủ thể của chính phủ trong cái vai trò có kinh tế hồi phục hay không. Thì cũng như mọi người thấy trong các những cái lần khủng hoảng trước thì khi mà downside cả nền kinh tế đi xuống thì lúc đấy là cái mọi người sẽ trông chờ nhiều vào đó là cái action của chính phủ nhiều hơn chứ không phải là một doanh nghiệp cá thể hay là một ngành cá thể được mà là cả phải của cả chính phủ. Thì chính phủ mới có khả năng expand, tức là chi tiêu mạnh trong giai đoạn này để lấy được cái đà bật lên của nền kinh tế. Thì cá nhân mình thì nghĩ là phải nên theo dõi cái việc các gói hỗ trợ của chính phủ và việc chính phủ thực thi những cái gói đấy như nào, có thực sự nhanh và quy mô lớn hay không. Một cái thứ hai đó là cái chi tiêu công. Mọi người kỳ vọng chi tiêu công rất là nhiều, tuy nhiên thực tế là 2 năm vừa rồi chi tiêu công khá là hụt hơi so với khu vực tư nhân. Thì liệu trong năm 2020 và sang năm 2021 thì chính phủ có thực sự làm được cái chi tiêu công bật dậy để vực dậy nền kinh tế hay không? Chứ mình cũng khó có thể trông chờ vào hai khu vực kia là tiêu dùng hay là khu vực doanh nghiệp tư nhân được, thậm chí là FDI. Mình thấy FDI là cái quý vừa rồi là bắt đầu giải ngân là chậm. Cái quý đầu tiên giải ngân FDI là âm so với cùng kỳ quý một vừa rồi. Thì có thể là mình phải theo dõi cái biến cố đấy để mình action theo step thôi chứ mình không thể dự đoán dài hơn. Nhưng mà có thể nếu mà chính phủ hành động đủ mạnh và đủ nhanh thì có thể mình khá là lạc quan về cái năm 2021 khi mà cái tăng trưởng của đầu tư công kéo theo rất là nhiều ngành, ví dụ như sắt thép, xi măng, và sẽ thúc đẩy được cái lĩnh vực tiêu thụ rất nhiều cái doanh nghiệp tư nhân lớn, ví dụ như Hòa Phát. Đấy thì họ sẽ kéo cái khu tư nhân đi lên cùng. Thì nó sẽ gượng ứng rất là mạnh. Nhưng mà cái nhận định của Cường vẫn ở dạng câu hỏi, đúng không? Tức là chính phủ sẽ hành động như nào mà vẫn là ở dạng đưa ra giả định thôi. Thế mình thì thường là Cường không đánh giá hiện tại đây như nào. Rất khó để đưa ra một cái kết luận mà mình chỉ phản ứng theo những cái giai đoạn. Với giai đoạn này các đối tượng này người ta hành động như nào thì mình sẽ đưa ra một cái kết quả đi theo như thế. Ví dụ mình kỳ vọng 2021 rất là lạc quan đi,
tuy nhiên chính phủ lại không làm gì thì rất là khó để xảy ra cái bảng 2021 lạc quan được. Về cá nhân thì mình nghĩ là cái năm 2020 khá là rủi ro. Tại vì cái việc giải ngân đầu tư công, cái nút thắt ở cơ chế và ở cái quyết liệt của các địa phương ở dưới thì chưa thực sự là quyết liệt lắm. Thì cái 2020 để đẩy mạnh thì nó khá rủi ro. Thì mình nghĩ là 2021 mới là cái thời điểm có thể đẩy mạnh cái việc đầu tư công. Chứ 2020 thì nó hơi khó. Mai có bổ sung gì về của mình không? Bổ sung một chút thêm về cái ý tưởng của Cường. Về cái ý tưởng đầu tư ấy thì tức là phục hồi hậu Covid thì nó sẽ có dựa trên nội tại của doanh nghiệp và dựa trên các cái tác động từ chính phủ. Thì ví dụ nội tại của doanh nghiệp sẽ tính đến các cái doanh nghiệp mà có cái nền tảng tốt, chẳng hạn như là các doanh nghiệp mà có tiền mặt cao, nợ ít và có dòng tiền để mà có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Và về chính phủ chẳng hạn thì nói về cái ý tưởng đầu tư công, em nghĩ là các cái chính phủ thì hiện tại cũng thể hiện là muốn đẩy mạnh một số các cái dự án đầu tư cao tốc Bắc Nam chẳng hạn, một số các cái dự án khác, thì điều này là sẽ giúp các doanh nghiệp về vật liệu xây dựng chẳng hạn được hưởng lợi, chẳng hạn như là đá rồi thép, sắt thép, xi măng, nhựa đường. Thì đấy có thể là các cái ý tưởng đầu tư cho cái giai đoạn hiện tại. Từ hai nhóm đó, về loại doanh nghiệp tức là sẽ đánh giá cao cái những doanh nghiệp mà có cái chất lượng nội tại của nó mạnh, ví dụ như là tiền nhiều, nợ ít, đúng không? Và sẽ quan cái trục ý tưởng từ đầu tư công, đúng không? Nhưng tuy nhiên thì như Cường nhận định là vẫn phải tiếp tục theo dõi cái động thái của chính phủ như thế nào. Tuấn có bổ sung gì thêm về ý tưởng cho các nhà đầu tư nhìn tầm nhìn dài hơi hơn một tí? Thì đấy, tức là cái nhìn chung cái đầu tư công và cái nghiệp mạnh thì nhìn chung đã phổ quát hết những cái câu chuyện của năm 2020-2021 rồi. Hay là theo như còn em nói với cái theo em như em nói ấy, là nếu như mà nhà đầu tư mà xác định mua thời điểm trước hay là thời điểm bây giờ chờ điều chỉnh chẳng hạn, thì hãy bảo là bỏ qua năm 2020 đi và nhìn đến năm 2021. Và nhìn sang năm 2020 là nhìn những cái gì, tức là nhìn những cái hành động của doanh nghiệp đấy, họ làm như thế nào, họ đối phó với khó khăn như thế nào, để xem nó động lực của họ bật dậy trong năm 2021 nó có mạnh hay không. Thì đấy là cái mà nhìn vào phần đấy, tức là hãy nhìn vào cái số thị phần của doanh nghiệp trong năm 2020 và sau đấy mới kỳ vọng một cái con số tăng trưởng lợi nhuận doanh thu của doanh nghiệp trong năm 2021. Thì nhìn chung thôi, ví dụ ACV chẳng hạn thì có điều thế nào thì họ vẫn là doanh nghiệp đứng đầu ngành. Năm 2020 số liệu về cái tăng trưởng hành khách chắc chắn là sẽ rất là tệ rồi, thậm chí họ sẽ phải ưu đãi về những cái loại thuế phí cho các cái công hàng không nữa để hỗ trợ về cái phần đấy. Hòa Phát chẳng hạn, Hòa Phát họ vẫn tăng cái thị phần trong quý 1, sản lượng họ vẫn tăng 42% trong quý 1. Quý 2 có thể khó khăn hơn một chút, nhưng mà đấy, tức là khi mà cả ngành cùng xuống thì cái ông nào ông xuống ít hơn thì tưởng tượng ông ấy khỏe hơn, và khi mà thị trường hồi phục lại thì ông ấy sẽ là ông khỏe nhất và ông tăng trưởng nhanh nhất thôi. Thì đấy, tóm gọn lại là năm 2020 hay nhìn vào cái hành động của doanh nghiệp và cái khả năng gia tăng thị phần của họ trong giai đoạn khó khăn, và trông chờ vào kết quả vào 2021 chứ đừng trông chờ kết quả vào 2020. Ok, như vậy là ý kiến của các bạn viết cũng khá là thống nhất với nhau, đúng không ạ? Là năm 2020 là năm rủi ro và chúng ta coi như đó là cơ hội để mình mua cho năm sau hoặc là dài hạn hơn thôi, đúng không? Rồi thì ok, bây giờ ta cũng khoảng trải qua khoảng gần tiếng thảo luận rồi, ta xem thử là các câu hỏi của các quý vị nhà đầu tư như nào nhé. Trong lúc này các nhà đầu tư có thể gửi tiếp câu hỏi, đọc trước một số câu hỏi hiện tại đã gửi về chương trình trước này. Câu 1, ngành ngân hàng liệu có bị ảnh hưởng nhiều không? Các diễn giả có thể cho chúng tôi dự báo về kết quả ngành này, những ngân hàng nào ảnh hưởng nhiều nhất, ít nhất? Có một câu thứ hai cũng gần
cũng gần giống với con này luôn, thì đọc được chung luôn. Còn hai các anh chị đánh giá tình hình nợ xấu của ngân hàng diễn biến ra sao trong thời gian 1 đến 3 năm tới? Hai con này. Xin mời các chuyên gia. À, chắc là Tuấn nhá. Tuấn thì chắc là nắm cái ngân hàng nhá. Nói về xu hướng nợ xấu thì nếu mà dễ nhất mà nói là tỷ lệ nợ xấu sẽ tăng. Tăng bao nhiêu thì con số có thể chưa ước lượng được. Thế thôi, còn kết quả kinh doanh quý 1 thì như của các ngân hàng ấy, thì như em nói ấy, tức là cái nó phụ thuộc rất là nhiều vào các doanh nghiệp đã mạnh tay trích lập vào ngay bây giờ chưa. Như các ngân hàng của Mỹ họ sụt giảm đến tận 30% lợi nhuận thì do là họ đẩy mạnh cái trích lập trong quý 1 này ngay lập tức. Thì cái đấy sẽ tùy thuộc vào cái ý chí của từng ngân hàng, và nhưng mà tất nhiên là tất cả các ngân hàng đều sẽ bị ảnh hưởng trong quý 1 và quý 2 ở cả hai yếu tố. Một là họ sẽ phải trích lập nợ xấu, thứ hai là họ sẽ phải giảm bớt cái lãi để cho vay các doanh nghiệp. Thì con số cụ thể thì chắc là em cũng không đưa ra được cái phần đấy, vì là các ngân hàng chắc là sau hôm nay là họ sẽ có số ấy. Thì nói sang ngày mai thì có thể mọi số nó khác nhau. Em xin phép không trả lời về bức tranh đấy. Còn cái tỷ lệ nợ xấu như em nói đấy, tức là chắc chắn là năm nay nó sẽ tăng hơn so năm ngoái thôi. Còn mức độ tăng bao nhiêu thì tùy thuộc vào cái chính sách của chính phủ tác động nhanh và có kịp hay không, thì doanh nghiệp họ sẽ thoát qua được cái vòng xoáy là phá sản. Thì cái tỷ lệ nợ xấu chắc nó sẽ đỡ hơn nhiều so với việc là chính phủ để cho cái việc giải ngân chậm và các doanh nghiệp họ không chờ được, thì cái tỷ lệ nợ xấu nó sẽ gia tăng nhiều. Nó tùy thuộc vào kịch bản cái các tỷ gói hỗ trợ của chính phủ nhiều hơn. Cường có bổ sung gì cho con này? Không, chắc là thì mình phải theo dõi cái việc ra báo cáo và trích lập ngân hàng đấy chứ. Hơi khó đoán. Ok, tiếp nhé, câu này, một câu liên quan đến ngành dầu khí của Mai này. Với giá dầu giảm mạnh như hiện nay, ngành dầu khí sẽ đi về đâu? Gas, VLX, PVS bị ảnh hưởng như thế nào? Ok, mời Mai. Như lúc nãy em có nói thì gas sẽ là ảnh hưởng trực tiếp từ giá dầu. Thế cho nên với cái kỳ vọng là giá dầu sẽ tạo đáy vào quý 2 chẳng hạn, thì quý 1 và quý 2 của gas là sẽ tương đối kém khả quan. Còn khi mà dịch Covid dần dần là được kiểm soát ở Việt Nam và trên toàn thế giới thì kỳ vọng là giá dầu sẽ tăng dần trở lại và kết quả kinh doanh của gas từ đó thì cũng sẽ tăng tương ứng. Ở đây có một cái chú ý là cái phần gas thì doanh thu của nó một phần chủ yếu là từ cái lĩnh vực vận chuyển khí. Thế cho nên là tức là khi mà giá dầu giảm nhưng mà cái sản lượng khí vận chuyển vẫn không bị ảnh hưởng nhiều lắm thì gas vẫn sẽ được đảm bảo một phần doanh thu. Thế cho nên là mặc dù là có kém tích cực nhưng mà có thể là không quá kém. Về PLX thì câu chuyện là khi giá dầu giảm, hàng tồn kho của PLX sẽ phải ghi nhận một cái chi phí cao hơn. Thế cho nên là cũng sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp tại cái thời điểm hiện tại. Và khi mà giá dầu tăng lên thì nó sẽ lại tác động ngược lại hoàn toàn, là PLX có thể bán hàng với cái giá vốn thấp hơn. Thế thì câu chuyện là khi nào thì nhu cầu hồi phục thì lại phải tùy thuộc vào tình hình của dịch trong nước. Và còn gì nhỉ? Gas, PLX với PVS. PVS thì như mà em có nói là vì các cái doanh nghiệp mà đã ký sẵn được hợp đồng thì cứ tiếp tục làm những cái hợp đồng đấy thôi và sẽ đảm bảo được một phần dòng tiền. Thế còn cái mảng mà về dịch vụ dầu khí của PVS thì dự kiến là cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì cái tác động nó sẽ gọi là chậm hơn một chút so với cái diễn biến của giá dầu thực tế. Thế cho nên là về PVS thì có thể là hiện tại là có thể đánh giá hơi tiêu cực,
Nhưng mà về dài hạn thì có thể gọi là trung tính hoặc là tích cực. Tích cực là bởi vì là cái khối lượng dự án mà PVS đã ký trong các năm vừa rồi thì tương đối là lớn. Cho nên là kiểu có thể giúp doanh nghiệp có được cái dòng tiền ổn định. Và đồng thời là PVS ở đây em cũng chú ý là có lượng tiền mặt tương đối lớn, nợ ít. Thế cho nên cũng là một cái ý tưởng đầu tư về cái mặt là nội tại của doanh nghiệp cũng ok để mà có thể đầu tư trong cái giai đoạn này. Nhưng mà cái vụ cái chuyện mà kiểu nó có ký hợp đồng trước thì mình nhớ cái hồi mà cái đợt 2014-2015 à, cái đợt mà giá dầu nó rất là mạnh đúng không? Thì hồi đó mọi người cũng rất là tranh cãi, rồi PVD và một số doanh nghiệp có hợp đồng trước rồi có thể kéo dài, nhưng mà sau đó thì trên thực tế là người ta phải đàm phán lại, kể cả dù hợp đồng đã ký được trước đó rồi nhưng mà tình hình thì khác. Cái đấy là nó sẽ phải tùy thuộc vào cái tình hình là giá dầu nó có kiểu cứ giảm kéo dài liên tục hay không. Và bây giờ thị trường đang kỳ vọng là cái giá dầu nó sẽ tạo đáy vào quý 2, nghĩa là cái tác động nó không quá dài ấy. Thì nếu mà đàm phán lại thì có thể sẽ là đàm phán các cái hợp đồng mà ngắn hạn chẳng hạn. Còn PVS nhá, thì có cái hợp đồng sau Phan Đại Nguyệt với Kagalap Kota chẳng hạn. Thì là họ kỳ vọng đến hết năm 2020 là sẽ hoàn thành, và cho đến đầu quý 1 2021 chẳng hạn. Thì những cái hợp đồng đấy là sắp xong rồi. Thì nó có thể là cái tiến độ nó chậm hơn một chút, giải ngân nó chậm hơn một chút, nhưng mà nó sẽ khó mà kiểu đàm phán lại khi mà kiểu đã thực hiện hợp đồng tầm 60-70% rồi. Ok. Ok, cảm ơn Mai. Tiếp câu hỏi nữa này. Tôi thấy cổ phiếu ngành hàng không bật tăng rất mạnh trong khi các hãng hàng không báo cáo kết quả kinh doanh không tốt. Các chuyên gia có quan điểm như thế nào về vấn đề này? Xin mời các bạn nào. Thì cái ngành hàng không chắc là một nhóm ngành khó gọi là có diễn biến gọi là vô lý nhất giai đoạn này. Nhưng mà xét theo yếu tố kỹ thuật thì bỏ qua về yếu tố về cơ bản, thì khi mà cả thị trường hồi và nhóm ngành hàng không là một trong những ngành giảm mạnh nhất. Vietnam Airlines từ 34 giảm về 17, giảm 50%, và bây giờ coi như là đi lại được khoảng 2/5, 40% cái mức giảm của giai đoạn trước thôi. Và tất nhiên nếu mà xét về định giá hay là cái triển vọng thì Vietnam Airlines cái mức giá hiện tại Vietnam Airlines chắc chắn là chưa phản ánh hết tất cả những cái khó khăn của doanh nghiệp trong cả năm nay và 2-3 năm sau nữa. Nó là rất là vô lý nếu mà xét về các kinh doanh. Nhưng mà nếu mà xét ngược lại về yếu tố kỹ thuật thì như là nói, một là thị trường rất là tích cực. Thứ hai là có một cái quan điểm đầu tư của rất là nhiều người tham gia bắt đáy là gì? Khi mà thị trường hồi thì không bao giờ mua con tốt nhất mà mua cổ phiếu tệ nhất. thì đấy có thể là một cái lời giải thích ví dụ như thế. Trong nhóm ngành hàng không thì Vietjet họ không công bố số, ACB có công bố số nhưng mà vẫn bảo là năm nay vẫn có lãi, chỉ là giảm lãi rất là nhiều thôi. Vietnam Airlines là bảo là kịch bản tệ nhất là lỗ đến 19.000 tỷ, nghĩa là khoảng 5-10 năm vừa rồi đi làm không công, lãi bao nhiêu mất hết và phải 5-6 năm nữa thì mới hồi lại được. Thì đấy, thì Vietnam Airlines giảm mạnh nhất thì coi như một cú hồi, thì có thể là cú hồi mạnh nhất, thì đấy là cái lời giải thích. Còn Vietjet thực tế thì mức giảm của Vietjet là khoảng từ 140 về thấp nhất khoảng 9 mấy thôi, là khoảng 35%, bây giờ hồi lại khoảng 10-20%. Thì Vietjet có bị ảnh hưởng nhiều không? Có. Mức lỗ như thế nào thì khó có thể nói được, nhưng mà Vietjet có khả năng linh hoạt hơn Vietnam Airlines khá là nhiều khi mà quy mô đội bay của họ đang bé hơn. Thứ hai là trong quý 1 thì cái mức độ ảnh hưởng của họ từ dịch nó cũng ít hơn. Thứ có một cái yếu tố nữa là lợi nhuận của Vietnam Airlines rơi tập trung chủ yếu vào quý 1. Các quý, tức là về Vietnam Airlines thường là quý 1 4 tháng đầu năm họ làm và 8 tháng còn lại là chỉ làm hòa vốn thôi. Tức là lợi nhuận của họ tập trung peak season là vào quý 1. Cho nên là quý 1 họ khó khăn như thế rồi thì coi như cả năm mà xác định rồi. Thì còn Vietjet thì cái lợi nhuận của họ vẫn có cái độ giải đều hơn so với Vietnam Airlines. Thì thứ hai là Vietjet có một cái mảng doanh thu khá là lớn, đấy là doanh thu về bán cho thuê lại máy bay.
thì tất nhiên là về core business cũng sẽ bị ảnh hưởng rồi và có khả năng là lỗ trong khoảng 1, 2, 3 quý đầu. Tuy nhiên là tùy thuộc họ có thể book được cái doanh thu về sales back hay không thì cái mức độ sụt giảm lợi nhuận của họ thì có thể nó sẽ đỡ hơn Vietnam Airlines. Thì đấy là có thể là cái lý do giải thích về cái biến động của hai cổ phiếu đấy. Và một lý do nữa đấy là free float của Vietnam Airlines thấp hơn, free float của Vietjet nhiều hơn và thanh khoản của Vietjet nhiều hơn, thì nó cũng là yếu tố về mặt thị trường. Còn hiện tại nếu mà chỉ nhìn đến đơn thuần đến mặt cơ bản thì đúng là diễn biến của các cái nhóm cổ phiếu ngành hàng không đang là khó giải thích. Chỉ ở đây chỉ có thể giải thích rõ nhất gồm hai cổ phiếu là ACV và SCS thôi, tức là họ có cái nền tảng tốt về mặt tài chính và có khả năng hồi phục nhanh sau dịch. Thì vào năm 2021 từ 2020 thì SCS cũng đỡ nhưng mà ACV thì chắc vẫn còn khó khăn. Thì đấy là cái mà có thể giải thích về mặt thị trường thôi, còn về cơ bản thì đúng là khó giải thích. Cường có bổ sung gì thế không? Đúng là nếu mà về ngành hàng không đúng là một trong nhóm cổ phiếu không thể giải thích được bằng cơ bản. Thì mình có thể thấy là cái mô hình kinh doanh của HVN đó là CAPEX quá là nhiều. Chi phí OPEX cũng nhiều. Nên tức là đòn bẩy về tài chính và đòn bẩy về hoạt động, cả hai đòn bẩy đều rất là cao. Thì cái rủi ro của những mô hình kinh doanh này thì rất là lớn. Mức định giá thì đúng là một doanh nghiệp có thể âm vốn chủ sở hữu, nhưng mà hiện tại thị trường đang trả cho PBook của họ là 2 lần. Thì và mất 5 năm thì họ mới khôi phục được cái thiệt hại. Thì đúng là mình phải nhìn theo cái yếu tố là kỹ thuật và dòng tiền. Điều đấy câu chuyện là mình nếu mà đi theo những cái cổ phiếu như HVN thì lại quan trọng là theo dõi dòng tiền và cái hành động phải dứt khoát và biết khi nào dòng tiền ra dòng tiền vào. Chứ còn mình không nên cố để kiểu thuyết phục nó bằng những yếu tố cơ bản. Ok, khó. Câu trả lời khá rõ ý rồi, đúng không? Thêm một câu nữa nhé. Tôi nghe các anh chị ở lần livestream trước có nói sau Covid các doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ này, online này sẽ có động lực phát triển mạnh. Anh chị vui lòng có thể giới thiệu tên một số mã cổ phiếu để chúng tôi tham khảo được không? FPT, CMG, Fox, công ty FPT Telecom ấy. Nhưng mà người thấy người nhà làm việc online giai đoạn vừa rồi chắc nó cũng khá là nhiều người lắp đặt mạng mới, thì mặc dù giai đoạn này thì các doanh nghiệp họ sẽ có những cái khuyến mại hoặc là những cái gọi chính sách ưu đãi cho các cái chính phủ hay là các cái doanh nghiệp hay là người dân để họ hỗ trợ họ qua giai đoạn này, nhưng mà đấy là một cái bước để gia tăng thị phần và gia tăng cái mức độ thâm nhập của cái phần này. Thì sau dịch thì họ có thể biến những gọi là những cái thuê bao đấy thành cái lợi nhuận của mình. Đấy, thứ hai, còn các cái mảng online khác thì có một số trên sàn có một số doanh nghiệp nhưng mức độ hưởng lợi thì cũng khó có thể nói được, như là FPT Online, công ty mà sở hữu VN Express chẳng hạn, nhưng mà cái mức độ tác động của họ không quá nhiều. Còn nói về một số doanh nghiệp công nghệ thì đa phần lại là các startup như là các sàn thương mại điện tử hay là các cái app gọi đồ ăn, thì đây là một cái giai đoạn mà họ có thể đẩy nhanh cái việc mà tạo cái người dùng mới cho họ, thì đấy là cái mức có thể. Còn nếu mà một doanh nghiệp cũng hơi mang tính công nghệ, đi theo công nghệ, đấy là công ty Viettel Post, thì giai đoạn vừa rồi họ làm ăn có vẻ cũng khá là tốt trong giai đoạn vừa rồi, khi mà đơn hàng của họ vẫn khá là nhiều và chạy liên tục. Còn thực ra các nhóm ngành công nghệ nói chung thì chủ yếu người ta nói thị trường nước ngoài thì nó sẽ rõ hơn là đối với các doanh nghiệp trong nước. Thì theo quan điểm của em thì là các mỗi ông FPT thôi, nhưng mà tỷ trọng của FPT đối với cái mảng mà có thể được hưởng lợi từ cái phần đấy thì cũng không quá nhiều. Liên quan đến cái phần về chuyển đổi số của các doanh nghiệp, thứ hai, một có hai cái mà FPT được hưởng lợi. Một là cái phần đẩy mạnh cái phần chuyển đổi số của các doanh nghiệp trong nước, tổ chức tập đoàn lớn chẳng hạn. Thứ hai là cái mảng dịch vụ chính phủ số, bệnh viện số chẳng hạn, cái mảng mà
e-hospital và e-government của FPT. Nhưng mà có vẻ là đợt này họ phải cạnh tranh khá là mạnh với Viettel. Viettel họ đợt rồi họ có vẻ nhanh hơn và hiệu quả hơn trong cái việc mà nắm bắt cái cơ hội này. Có một câu hỏi này, ngành điện ok nhất hả anh chị? Thế còn những ngành như y tế hay là xây dựng được hưởng lợi từ tăng đầu tư công? À, đầu tư công thì cũng đã nhắc rồi đúng không? Cho em trả lời câu này nhé. Okay. Thì nói về xây dựng được hưởng lợi từ đầu tư công thì đúng nhưng mà không chính xác. Phải là chính xác là những nhóm ngành về xây dựng hạ tầng và những nhóm ngành vật liệu xây dựng mà liên quan đến hạ tầng thì mới là những doanh nghiệp được hưởng lợi. Mà cụ thể nhất đấy là nhóm các doanh nghiệp mà ví dụ xây dựng cầu đường, cầu đường. Hai là nhóm ngành về vật liệu xây dựng và cụ thể nhất là ngành đá và nhựa đường thì mới là những ngành được hưởng lợi. Còn các cái doanh nghiệp xây dựng dân dụng như phần lớn đó là CTD với là HBC thì họ lại đi theo cái thị trường bất động sản nhiều hơn. Họ có cái mảng xây dựng dân hạ tầng đấy nhưng mà cái tỷ trọng đấy nó sẽ không quá lớn. Khi nào mà đầu tư công đẩy mạnh vào cái việc xây dựng nhiều các dự án to, đầu tư các cái cảng như kiểu là cảng hàng không ấy thì các doanh nghiệp dân dụng như kiểu CTD họ có thể được hưởng lợi từ cái phần đấy. Nhưng mà trong năm 2020 thì chính phủ đang đẩy mạnh chủ yếu là cái phần về xây dựng đường cao tốc và nhóm về xây dựng hạ tầng nhiều hơn. Thì ở đây phải là những nhóm ngành về xây dựng hạ tầng. Mà ví dụ các doanh nghiệp này chưa chắc đã được hưởng lợi, nhưng mà nếu mà để mà kể tên ấy thì có thể một số doanh nghiệp mà có hoạt động trong cái mảng này như là CTI, công ty Cường Thuận, CII hay là một số các cái tổng công ty CNCO cũ và công tổng Thăng Long thì đấy là những công ty mà có thế mạnh trong cái mảng xây dựng hạ tầng. Còn cái phần dược và vật tư y tế thì trên sàn khá là ít các công ty đấy. Có một số cái tên có thể kể ra như là Danameco, DNM là họ có sản xuất khẩu trang. Còn lại các công ty dược ấy thì có hai yếu tố mà theo lý thuyết thì họ được hưởng lợi từ cái dịch bệnh, mà trên thực tế thì lại không phải như vậy. Thứ nhất là các công ty dược thì có một cái mảng liên quan đến khẩu trang và sản xuất các cái chế phẩm về dung dịch nước rửa tay, mà tỷ trọng nó không nhiều. Thứ hai đấy là dịch bệnh thì có thể tăng nhu cầu thuốc, nhưng mà ở Việt Nam thì Covid-19 thì tăng nhu cầu thuốc chủ yếu là thuốc đặc trị, mà thuốc ở đây là thuốc kháng sinh và những cái thuốc mà kê đơn cho bác sĩ. Thì ở Việt Nam thì đa phần các doanh nghiệp niêm yết chủ yếu các sản xuất các loại thuốc thông thường thôi, không phải là các cái thuốc đặc hiệu như như thế, cho nên là cái mức độ mà được hưởng lợi từ cái dịch này không lớn. Ok, như vậy là cũng khá nhiều trao đổi và khá nhiều câu hỏi rồi, mình sẽ kết thúc. Tôi xin tóm tắt lại cái phần thảo luận. Cho phần 1 cập nhật tình hình những điểm chính thì các số liệu cho thấy là Covid gần như là đi vào qua vùng đỉnh rồi và vào ổn định rồi. Bây giờ chỉ xem là bao giờ thì sẽ bỏ cái giãn cách xã hội, thì cái phần này vẫn còn đang theo dõi tiếp. Thì thị trường ở thời điểm này cơ hội rủi ro ra sao thì các chuyên gia đều nhận định là cái giai đoạn vừa rồi là hồi phục như thế là cũng tương đối nhanh rồi, và ở thời điểm hiện tại thì cái tương quan giữa upside và downside là không còn quá thuận lợi cho các nhà đầu tư, nhất là những nhà đầu tư trong ngắn hạn, đúng không ạ? Cái dòng tiền nội là dòng tiền mà ủng hộ khá là nhiều thị trường trong giai đoạn vừa rồi, nhưng mà trong đó có phải là dòng tiền dài hạn hay là dòng tiền đầu cơ hay không thì chúng ta lại chờ tiếp cái phản ứng sau khi có kết quả doanh nghiệp của các doanh nghiệp ra thực sự, đúng không? Đặc biệt là trong quý 2 xem như nào để mình tiếp tục theo dõi phần này. Trong cái chủ đề thứ hai là nhận định kết quả mùa kinh doanh thì các chuyên gia đều thống nhất là quý 2 sẽ nặng nề hơn quý 1 rất nhiều. Quý 1 thì chỉ mới ảnh hưởng một phần thôi, và những ngành mà ảnh hưởng nhiều trong quý 1 đó là ngành hàng không, du lịch, ngành bán lẻ, có một phần ngành ngân hàng vì là trích lập dự phòng, với thêm như vậy đã, đúng không ạ? Còn trong ngành dầu khí thì chưa bị ảnh hưởng quá nhiều trong quý 1, mà kết quả tương đối phân hóa bởi vì đặc biệt là các doanh nghiệp dịch vụ đã ký hợp đồng từ trước đó khá nhiều rồi, trong khi ngành điện là ngành mà thể hiện là sự trụ vững khá là tốt trong cái năm nay, các bạn kinh doanh năm nay. Ngành dịch vụ tài chính cũng là ngành bị ảnh hưởng, đúng không? Ví dụ công ty chứng khoán là cũng bị ảnh hưởng trong quý 1 cũng tương đối nhiều, nhưng mà hy vọng quý 2 với cái giao dịch sôi nổi như này là sẽ ok hơn.
định hướng nhà đầu tư như nào thì nhà đầu tư cần phải thận trọng, đúng không ạ? Và nên cân nhắc kỹ, đặc biệt là hoạt động mà đầu cơ ngắn hạn thì phải hết sức lưu ý. Còn nếu mà đầu tư tích sản dài hạn thì chúng ta có thể tranh thủ cơ hội thì cũng ok, đúng không ạ? Không có vấn đề gì. Về ý tưởng đầu tư cho thời gian tới thì các chuyên gia nhận định là khi chúng ta đầu tư thì chúng ta phải tạm chấp nhận rằng là 2020 là sẽ rất là rủi ro về mặt gọi là kết quả kinh doanh, và chúng ta nên đưa ra cái nhận định dài hơi hơn cho năm 2021. Nên chọn những doanh nghiệp mà có cái nội tại của doanh nghiệp tương đối khỏe, đúng không? Tiền nhiều nợ ít, tức là đòn bẩy là không ở vị thế rất là cao, đúng không? Về ý tưởng đầu tư thì có một cái ý tưởng khá là rõ. Thứ nhất, nếu mà bên hướng phòng vệ thì ngành điện là ngành mà trụ vững nhất trong năm nay, vẫn duy trì được mức tăng trưởng khoảng 7-8%. Thứ hai là ý tưởng từ đầu tư công, những ngành được lợi là ví dụ như là xây dựng hạ tầng, mà anh Tuấn vừa chia sẻ khá kỹ rồi, hay là chị Mai có bổ sung thêm là vật liệu xây dựng, vân vân các bạn. Đấy, thì ok, và đồng thời cũng trả lời được một số câu hỏi của các quý nhà đầu tư rồi. Thì tôi xin kết thúc buổi thảo luận ngày hôm nay, và xin chân thành cảm ơn các quý nhà đầu tư đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại mọi người vào 3 giờ chiều thứ hai tuần sau, đúng không? Trong DNSide số 07. Xin cảm ơn các panelist đã rất là nhiệt tình tham gia.